bờ sông Hàn gần cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tối ngày 19 tháng 10 năm 2022, mực nước sông dâng cao ngang với vỉa hè. Những con sóng đưa nước thẳng ra đường Như Nguyệt nằm ven sông. Dù trời không mưa nhưng khu dân cư phường Thuận Phước vẫn ngập do chiều cường. Đoạn vỉa hè đường Như Nguyệt gần chân cầu cũng bị sóng mạnh đánh bong chóc lớp gạch đá. Tại khu vực sát chân cầu Thuận Phước, lực lượng chức năng phải phong tỏa để an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Các tuyến đường khác quanh cầu Thuận Phước như Xuân Diệu, Hoàng Thích Chí, Huỳnh Lý cũng ngập nước khoảng 0,5 m trên mặt đường, một số nhà bị ngập nước tràn vào. Theo người dân địa phương, tình trạng chiều cường gây ngập khu dân cư rất hiếm khi xảy ra. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hà Văn Thành, giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã chuẩn bị phương án chạm bơm chống ngập Thuận Phước gần đó. Trường hợp trời mưa, đơn vị sẽ đóng cửa ngăn chiều và vận hành bơm thoát nước chống ngập cho khu vực. Tuy nhiên, trước tình trạng chiều cường bất thường hiếm gặp như đêm ngày 19 tháng 10, lãnh đạo công ty thoát nước và xử lý nước thải cho hay sẽ kiểm tra lại hệ thống để có kịch bản ứng phó tốt hơn trước diễn biến khó lường của thời tiết hiện nay.